Chào mọi người, lại là Lành đây. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện rất nổi tiếng ở phương Tây. Cơ mà lên search YouTube thì chưa thấy kênh nào làm. À thì không ai làm thì mình làm vậy. Thần thoại Bắc Âu là một kho tàng đầy những câu chuyện hấp dẫn và nhân vật huyền bí. Nhưng ít ai có thể sánh được với Fafnir, con rồng tham lam với câu chuyện bi thương của riêng mình. Hắn không chỉ là con rồng có cánh mạnh nhất xứ Midgard, mà còn là biểu tượng của lòng tham và sự phản bội. Câu chuyện của Fafnir chẳng khác gì một bộ phim truyền hình dài tập đầy drama với đủ mọi yếu tố từ mưu đồ, biến đổi cho đến cái kết đầy tiếc nuối. Ngày xưa, Fafnir không phải là con rồng đáng sợ mà ta biết. Thực ra hắn từng là con trai của Raima, một người lùn nổi tiếng với tài rèn và là cha của ba cậu con trai Fafnir, Regin và Otter. Gia đình này vốn cũng chẳng thiếu thốn gì cho đến một ngày định mệnh khi Loki, vị thần tinh nghịch không kém phần danh mãnh, cùng hai vị thần khác là Odin và Hognir quyết định đi phượt tới thác nước Envari, một người lùn giàu có khả năng biến hình thành cá. Trong lúc ngồi nghỉ bên bờ sông, Loki thấy Otter lúc này đã hóa thành rái cá, đang tận hưởng bữa ăn với một con cá hồi béo ngậy. Với bản tính nghịch ngợm, Loki không ngần ngại, liền tạch một cái và giết chết Otter bằng một cú đập hoàn hảo. Hắn đắc chí: "Nào, xem này! Ta vừa tóm được cả rái cá và cá hồi, một công đôi việc." Tuy nhiên, Loki không biết rằng Otter không phải chỉ là một con rái cá bình thường, mà chính là con trai của Raima. Vậy là thay vì được vỗ tay khen ngợi, cả nhóm đã vô tình kéo đến một loạt rắc rối khôn lường. Cái chi tiết này có bản nói là chính Fafnir đã nhờ Loki giết em trai của mình, qua đó nhà hắn sẽ được đền bù. Xong xuôi thì hắn sẽ thực hiện các bước trong kế hoạch của mình sau đây một chút. Ba vị thần tiếp tục hành trình và cuối cùng đến nhà của Raima, nơi họ dự định sẽ nghỉ qua đêm. Tuy nhiên, khi Raima nhìn thấy tấm da rái cá mà Loki mang theo, ông không thể kiềm chế được cơn giận và ngay lập tức đòi các vị thần phải trả một khoản bồi thường cho cái chết của con trai ông ta. Để chuộc lỗi cho cái chết của con trai Raima là Otter, Loki và Odin bắt đầu một cuộc săn tìm kho báu của Envari dưới lòng sông. Và đương nhiên, Envari cũng chẳng mấy vui vẻ khi nhìn thấy các vị thần thản nhiên kéo tấm lưới, vớt lấy vàng đỏ cùng những vật phẩm quý giá của mình, bao gồm cả chiếc nhẫn ma thuật giúp tìm vàng và biểu tượng Helm of Terror nổi tiếng. Dù không thể làm gì để ngăn cản, Envari vẫn kịp thời nguyền rủa kho báu, đảm bảo rằng bất kỳ ai sở hữu nó sẽ gặp bất hạnh. Sau khi nhận được đền bù, Raima để cho các vị thần tiếp tục chuyến đi của mình. Nhưng kho báu bị nguyền rủa này quá hấp dẫn đối với Fafnir và Regin. Họ lập tức yêu cầu cha mình chia phần, nhưng tiếc thay, Raima kiên quyết từ chối. Bị cơn tham lam chi phối, Fafnir đã phạm phải tội ác tày trời, giết cha mình và chiếm trọn kho báu. Không muốn Regin chạm tay vào số của cải, Fafnir mang toàn bộ số vàng vào một hang động sâu trong rừng và làm người bảo vệ kho báu đó. Càng tích lũy vàng và châu báu, Fafnir dần biến đổi cả về hình dáng lẫn tâm hồn. Trái tim của hắn trở nên lạnh lẽo và cơ thể dần biến thành hình dáng đáng sợ của một con rồng. Đội trên đầu biểu tượng Helm of Terror, Fafnir khiến bất kỳ ai dám chống lại phải khiếp sợ. Sự biến đổi này không chỉ về ngoại hình mà nó còn tượng trưng cho sự tha hóa về tinh thần. Fafnir giờ đây chỉ còn là hiện thân của lòng tham và mong muốn bảo vệ kho báu vốn không phải của hắn. Regin, em trai của Fafnir và cũng là một thợ rèn tài năng, không cam lòng khi thấy Fafnir bị biến thành con quái vật khổng lồ. Với khát vọng trả thù, Regin đã tìm đến sự giúp đỡ của anh hùng huyền thoại Sigurd, được trang bị thanh kiếm quyền lực Gram. Thanh kiếm đã được Regin rèn cho, Sigurd bắt đầu cuộc hành trình nguy hiểm nhằm tiêu diệt Fafnir và chiếm lấy kho báu. Sigurd nhanh chóng tìm ra hang động của Fafnir và nhận ra dấu vết mà con rồng để lại mỗi khi bỏ đến bờ hồ để giải cơn khát. Với sự thông minh, chàng hiệp sĩ trẻ đã nghĩ ra một kế hoạch táo bạo. Chàng đào một cái rãnh ẩn dọc theo con đường mà Fafnir thường xuyên sử dụng và kiên nhẫn ẩn mình bên dưới, tay nắm chặt thanh kiếm. Và Fafnir nặng nề trườn về phía dòng nước, Sigurd chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo và từ rãnh ẩn bên dưới tung ra cú chém chí mạng vào bụng con rồng. Cái chết cận kề mang đến cho Fafnir một thoáng nhận thức. Trong những giây phút cuối cùng, nó khẩn cầu Sigurd tiết lộ danh tính của mình, mong muốn biết được người dũng cảm đã đánh bại nó là ai. Đổi lại, Fafnir cảnh báo Sigurd về lời nguyền gắn liền với kho báu và tác động khủng khiếp mà nó sẽ có lên gia đình của chàng. Sau khi Fafnir chết, Regin lấy hết can đảm để tiến lại gần xác con rồng và cắt lấy trái tim của anh trai mình.
Sigurd và Regin nhóm lửa, và khi Regin kiệt sức sau cuộc săn, hắn nhờ Sigurd nướng trái tim trên ngọn lửa. Sigurd đồng ý, nhưng trong quá trình nướng, chàng vô tình làm cháy ngón tay mình và vô tình dùng miệng mút vào, mà không hề biết rằng ngón tay ấy đã dính máu của Fafnir. Điều đáng ngạc nhiên là việc tiếp xúc với máu của Fafnir đã mang đến cho Sigurd một món quà độc nhất vô nhị, khả năng hiểu được ngôn ngữ của vạn vật. Gần đó, trên những cành cây và tảng đá, bảy chú chim ríu rít trò chuyện. Chúng vui vẻ bàn luận về lời nguyền đáng sợ gần với kho báu và âm mưu đen tối của Regin nhằm giết Sigurd để chiếm đoạt toàn bộ kho báu của Fafnir. Nhờ vào khả năng mới mẻ này, Sigurd nhanh chóng hiểu rõ âm mưu của Regin và đưa ra quyết định. Khi Regin vẫn say ngủ, hoàn toàn không nhận ra sự phản bội sắp xảy ra, Sigurd đã rút gươm và chém đầu Regin ngay trong giấc ngủ. Ngay khi cả hai anh em đều đã chết, Sigurd uống máu của họ và ăn trái tim của Fafnir, nhờ đó mà có được trí thức vô song. Sigurd sau đó chất đầy kho báu khổng lồ của Fafnir lên chú ngựa trung thành và tiếp tục hành trình. Định mệnh của chàng đã thay đổi mãi mãi, bởi lòng dũng cảm và sự thông minh đã dẫn dắt chàng đến khoảnh khắc này. Câu chuyện của Fafnir trong thần thoại Bắc Âu là một bài học cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của lòng tham và hậu quả từ những hành động của con người. Từ khởi đầu là một người lùn, Fafnir đã biến thành một con rồng. Và câu chuyện của ông là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của thần thoại. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả những người thân thiết nhất cũng có thể bị lòng tham và quyền lực làm cho tha hóa. Nhưng dù có sở hữu sức mạnh lớn như thế nào, những kẻ đối đầu đáng sợ nhất cũng có thể bị đánh bại bởi những người có lòng can đảm, chính trực và tinh thần công lý. Di sản của Fafnir vẫn còn tồn tại như một biểu tượng cho sự hủy diệt từ lòng tham, một bài học vẫn còn vang vọng cho đến tận ngày nay. Cuộc đối thoại giữa Smaug và Bilbo Baggins trong The Hobbit được lấy cảm hứng từ cuộc đối thoại giữa Fafnir và Sigurd trong thần thoại Bắc Âu. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở thời điểm diễn ra cuộc trò chuyện. Trong câu chuyện về Sigurd, cuộc đối thoại diễn ra sau khi đòn chí mạng đã được giáng xuống Fafnir. Điều này có lẽ là để tạo ra hiệu ứng kịch tính, vì Bilbo phải đối mặt với một nguy hiểm lớn hơn nhiều khi trò chuyện với Smaug, khi mà con rồng vẫn còn sống và đe dọa tính mạng của cậu ấy bất kỳ lúc nào. Tương tự như Fafnir, Smaug cũng thể hiện bản chất đầy kiêu căng và tham lam. Cả hai đều sở hữu kho báu khổng lồ và đều có xu hướng chế giễu và thách thức những kẻ dám đối mặt với họ. Khi Bilbo cố gắng lừa Smaug để tìm hiểu về điểm yếu của hắn, cuộc đối thoại giữa họ trở thành một cuộc đấu trí đầy căng thẳng. Bilbo phải thể hiện sự khéo léo và nhanh nhạy, giống như cách Sigurd đã phải vận dụng trí thông minh của mình khi đối đầu với Fafnir. Cái chết của Fafnir là vì lòng tham không đáy cũng được phản ánh rõ nét qua nhân vật Gollum trong The Hobbit và Chúa Nhẫn. Cả hai đều bị ám ảnh bởi những thứ có giá trị lớn đến mức sẵn sàng giết chóc để chiếm hữu. Gollum giống như Fafnir đã tự đẩy mình vào cảnh cô độc, trốn tránh khỏi thế giới để bảo vệ món báu vật ám ảnh tâm trí họ, thứ mà họ khao khát và đánh đổi tất cả để có được. Cuối cùng lại chính là lời nguyền của họ. Điểm tương đồng giữa Gollum và Fafnir không chỉ ở sự tham lam đến mức mù quáng, mà còn ở quá trình họ dần dần biến thành những sinh vật ác độc. Cả hai đều bị biến đổi thành những kẻ quái dị, chỉ sống với mục tiêu duy nhất là bảo vệ món kho báu mà họ cho là quý giá nhất. Tuy nhiên, chính sự ám ảnh đó lại dẫn họ đến cái kết bi thảm. Fafnir bị giết bởi người hùng Sigurd, trong khi Gollum bị ám ảnh bởi chiếc nhẫn, cuối cùng cũng phải gánh chịu hậu quả khi chiếc nhẫn gây ra sự diệt vong cho hắn.